phải được. Ui chà 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 chà. Ui ở dưới này. Nào bỏ đem bơi nhờ. Ây da. Nào lấy đĩa ra. Lấy đĩa. In. Nào in. Ui da. Bỏ thế. In. Kiểm tra chín chưa đã. Chắc chín đâu nhỉ. Thì chín thì mình còn vẫn còn thấy bạc mà. Cũng người hơi nguy hiểm các bạn. Ê! Chín rồi! Ôi chưa chín lắm mẹ. Thôi đỏ đỏ rồi. Lạnh tanh. Làm nào rồi? Còn tiếp giấy bạc tôi vào đốt. Đem cái nồi này. Anh đi về lấy nồi đi. Ừ? Anh đi về lấy nồi đi. Không, mày về lấy nồi đi. À, em đi lấy nồi nhé. Anh đi mỏi chân chết. Nồi anh để đâu ấy? Nồi để nhà. Nóng nóng, ngoài này nóng rồi. Đợi em nhé. Ừ. Đắp mấy chật đất. Thường mày về lấy nồi. Đang định đi thì em lại nghĩ rằng ở lại. Em ở lại trông chó. Con chó này. À thế nhá. Tao dùng biện pháp bạo lực vậy. À. Quấn quấn này cho nó có hơi. Bạo lực. Để bạo lực. Không phải đất. Dừng. Thế nào nghĩ ra cái món này á? Ừ. Mày nghĩ mua. Thế anh là đập con cái gì? Gì cho nó đấy. Bây giờ là món má đại ca sắp chiên. Chiên vắt từ lôi đi lên mồm quay. Anh nướng được gì thế? Chín à, không chín à. Đốt. Đốt cháy đi. Cháy được. Cháy. Cái mùi than một tí là chín rồi. Thêm lá vào anh ạ. Vơ lá đi. Không chín là mày. Mày nhảy nốt ra đây, tao nướng mày chín nốt. Ôi khói. Ôi khói được. Như thế này hấp bố sẽ nhảy. Tại bọn nó suy ta đập đất ấy. Mày biết tại sao lại không chín không? Sao? Con đam ma hàng ạ. Bắn này không chín thì chặt đầu tao đi mà đá bóng. À xa. À xa. Chín chưa? Ôi chín cháy luôn. Là lấy đĩa đây. Đĩa đây. Sao em khẳng định là ôi khói. Đúng không? Ui, thường lắm. Ui, thường thế. Ra đây chạy. Há mì tôm đi. Hả? Lấy. Em ăn con này. Há mì tôm, Mì tôm gậy. Mì gậy Canada đi các bạn. Mày ăn mày gói. Em ăn. Không, em không ăn đâu, em ăn gậy đâu. Mày ngoan đấy. Anh, tao đòi cho phát đấy. Em tưởng mở bia mở rượu phải sóc giống tưởng. Em chăm trong khi mà trong này bán gì nhấp nháy à. Em người ta sắp này. Ừ, nhấp nháy. Em có. À, chả đây. Ấy, thế không mì tôm thả vào đấy. Mà thôi, tí nữa ăn mì tôm riêng. Mì tôm ghê. À, sao mặn mặn anh nhỉ? Mà chết rồi anh ơi. Hả? Sao? Không ăn được. Sao không ăn được? Mẹ em bảo em cấm em ăn đồ biển. Em thế nào? Em bị
Cô tê tô rôn. Cô dép tơ rôn. Em uống chung nam của mẹ em. Là kiêng thế này. Thế thì ngồi đấy, không đấy đâu. À thế thì thôi về đi. Cái này ăn là hại đấy. Em miếng mì tôm. Vì đấy là không không nên ăn hải sản nữa. Hết ý. Ngon lắm, mì tôm ngon lắm. Mì tôm ngon lắm. Cái người cười ngon. Ghê Canada. Mượn một cái. Mượn xem à? Ngửi, ngửi xong ăn mì tôm. Trời. Các bạn ạ. Ngon tuyệt vời. Ghê Canada. Mà mì tôm cũng là tôm, cũng hải sản đấy, không ăn được đâu đứa đây. Ăn là chết toi đấy. Mẹ mày bảo thế à? Vâng. Đúng rồi, uống thuốc nam là không được ăn hải sản quá. Mẹ em bảo ăn hải sản nó bị hải sản vô cắn con ketotozone hay là cái gì? Ăn hải sản là nhiều cozetazone. Cozetazone. Đấy là bị sau ăn là đau, không thì đau bụng này. Nhẹ nhất là đau bụng. Nhẹ nhất là đau bụng, không là chết tỏi đấy. Nhẹ nhất đau bụng, nặng là chết tỏi đấy. Thế nhỉ? Em chết cũng được. Em ăn xong miếng này chết cũng được. Em ăn rồi. Không ăn được đâu. Mày mẹ ốm là phải kiêng béo rồi. Không kiêng nữa. Em về em bổ sau. Thuốc không lấy này được không? Ăn xong miếng này chết cũng được. Chết luôn và sạch thôi. Wow. Trời. Mì tôm với. Ui các bạn. Trời. Xem này. Wow. Gầy cái. Gầy. Đây này. Cái gì nữa đây này. Mang chắc bỏ. Ui làm thịt thế. Con này đúng đẳng cấp đấy. Ui còn quá anh ạ. Cái này mà không ăn đi mà chết đấy. Điên à, ốm này, chữa bệnh này. Gì cũng đòi ăn. Mẹ mày bảo bao giờ đấy? Sáng nay á. Mẹ uống thuốc bao giờ đấy? Hôm nay. Thế kiêng đi. Anh đòi em cái này á? Không, đi mà đòi. Em mượn cái đấy. Đây cho mình cái này này, ăn nhiều vào mà tối mà đấy mà chết to ấy. Tao vừa thấy nhà cả ma đấy. Em ăn nhiều cái này thì em chết luôn rồi. Wow. Này là hơi lỗi kỹ thuật, hơi cháy nhưng mà nó vẫn ngon, kiểu hơi oi khoái. Đáng nhẽ ra hấp xả thì tuyệt vời. Quả đứa xui mình đắp đất nữa. Nhưng mà đáng nhẽ là đắp ổn. Phải đợi thêm lúc nữa thì đẹp à. Quá tuyệt vời các bạn. Ngọt nhỉ. Cái này mà không ăn thì phí. Tao tưởng mày nhịn nữa, đi về đi. Em thấy anh ăn thiệt mà không chịu được. Em mà đằng nào ăn hay không ăn cũng bị bệnh anh ạ. Thế nên em quên phải cả bóc bia. Anh ạ. À. Em ăn hay không ăn đều bị bệnh. Này. Anh ạ. Anh em mình ăn hay không, anh em ăn hay không ăn cũng bị bệnh. Cái gì? Em mà ăn bị bệnh. Có chết rơi rôn. Không, em không ăn thì em bị bệnh thiếu nước.
nước gì? Em chảy nhiều nước bọt quá. Đi chả chết à? Đứa nào cũng chết đúng không? À. Chết sung sướng. Chết một cách sung sướng này. Chết một cách ăn uống. Ui. Một cái sụt đấy. Ngon nhỉ? Em cắt cái nào nhỉ? Đây. Mày biết thưởng thức cái này này. Ăn cái này này. Chắc chắn gì à? À chà. Mày ăn mì tôm đi. Mì tôm rất là trường hết. Định làm một bát mì tôm. Cưỡng lại được. Mỗi thằng cứ làm hết cân ghẹ thì nó phải ăn mì tôm các bạn. Lạ rồi. Ăn là giống thịt quang đi. Ngon mà. Chẳng ngon. Mấy mà hôm nào anh mình cũng được ăn nhỉ. Ăn là gì? Lươn biển nào. Bảo ngư với cá mập. Yến nào. Để xong rồi để mày béo chết luôn à? Béo ăn thế chết luôn được. Thôi, con cái càng. Ha, 100%. Mọi người ăn cua ghẹ hải sản các kiểu có thịt lên anh Phúc. Anh Phúc hải sản nhé. Nhanh đến nhiều hải sản nhỉ. Của nhà dùng được. Nhà anh có máy bay rồi. Anh máy bay á? Ừ, mà mượn anh cái đồ bay. Tao cũng có cái nhà đây. Bay bay được, bay du. Sao không bay được, bay thường xuyên nhỉ. Mình không biết bóc cua lắm nên là. À bóc ghẹ lắm nha. Nó bị không được cục thịt to. Nhưng mà vẫn mút hết. À ăn cả mình ăn á. Kiểu đấy là kiểu gì? Dạ dạ. Trong nhặt ăn. Ngọt. Ngọt nhỉ. Nước gì mình được ăn Canada suốt. Mày ăn người Canada không? Chắc là cũng có. Rất là chắc thịt nha các bạn. Cái chân nó rất là bé nhưng mà thịt nó rất là nhiều. Con này phải 1 cân á. 1 cân con này á? Con chủ rẻ 1 cân. Chán thế mà chuyển sang ăn mì tôm đấy. Nó mà. Ngon thôi. Ui chết rồi. Gạch dính dâu rồi. Mì này mút đấy. Ngon mà. Béo ngậy luôn các bạn. Tuyệt vời. Này mà hấp xả kéo nó tuyệt vời nữa. Căn bản là không định được thời gian, cái thời gian nó chín. Ngán lắm nhỉ. Rồi cho phần to à, với vào hộp bia này. Vẫn ngọt. Đây này đấy, đưa ra ăn đó. Tao tưởng ngấy lắm rồi. Cái này nó có hai cái màu. Hai cái màu thì sao? Cứ đây. Hai màu chân. Rồi. Rồi thịt kìa. Màu thì sao? Để nó lắm thịt. Cái chanh màu. Mày cắt nát hết. Đừng cắt. Mày bóc. Như dân chuyên nghiệp mày. Cắt dân nghiệp dư. Ngọt thật. Ui gì nữa. Tao bằng bắp chân. Rồi này. Đấy. Đắp đắp.
đấy nuôi nó to đấy.